ngày 17 tháng 7 năm 1966, lúc mà bác 76 tuổi. Lúc mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn gay go nhất, nó hủy diệt miền Bắc cơ mà, đưa miền Bắc trở về thời đồ đá cơ mà các đồng chí. Riêng đê điều này, này nó có dã tâm là phá hủy không còn một đoạn đê nào của đồng bằng Bắc Bộ. Và cái phương án ấy mà xảy ra mà xấu nhất mà không giữ được đấy, thì coi như Hà Nội chìm trong biển nước đấy. Thì cái bối cảnh như thế đấy, bác ra lời kêu gọi. Trong lời kêu gọi ấy có một chân lý lớn nhất của lịch sử là không có gì quý hơn độc lập tự do. Thì bây giờ cũng được xếp vào hàng quốc bảo, mà cách lời kêu gọi chống Pháp 20 năm. Đời bác cứ 10 năm, 20 năm, 30 năm đều có những dấu ấn bước ngoặt mà gắn với các sự kiện.